Xin chào các bạn. Đây là một ngôi nhà rất là đẹp. Chà chà, bếp ga này, bạn mèo này, bạn chó này, bóng này, bộ bàn ghế này, chà chà. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải chuyển ngôi nhà đi chỗ khác nhá. Phải chuyển ngôi nhà đến một chỗ khác đẹp hơn nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cho ô tô đến. Nào, nhấc ngôi nhà lên. Nhấc ngôi nhà lên, nhấc lên. Nhấc ngôi nhà lên để đi, để vận chuyển đi chỗ khác. Bây giờ chúng ta cho ngôi nhà xuống bãi cỏ này nha. Lên xuống đây thôi. Xuống chỗ này. Đằng sau có bãi cỏ rất là mát nha. Bây giờ chúng ta về để vận chuyển các đồ đạc khác nha. Vận chuyển đồ đạc. Đầu tiên là vận chuyển bộ bàn ghế này đi. Ghế này. Xem đây. Cái ghế dài. Xem đây. Cái ghế ngắn xem đây. Ghế này nữa. Xem đây. Cái bàn này. Xem đây. Đây là cái bếp ga. Bếp ga xem đây. Bếp ga đấy. Nào, đi được chưa? Đi thôi. Bếp ga đấy. Xem đây. Đi thôi. Chuyển cái bếp ga xuống. Cho cái ghế này xuống. Cho cái ghế này xuống. Cho cái ghế này xuống. Đó. Cho cái bàn xuống. Đó. Cho này xuống ra. Bây giờ chúng ta sẽ về để vận chuyển này. Chú cưng đến nha. Nhanh thôi. Nào, cho xe chở chú cưng đến. Cho quả bóng này lên. Cho bạn vịt con lên. Cho bạn mèo lên. Đó. Cho bạn lợn lên.
rồi, nóng 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 chút lại. Rồi cho bạn chó này lên. Đó, cho bạn chó lên nha, thôi đi thôi. Đến nơi rồi, bạn chó xuống đây nào. Đấy, xuống đây để giữ nhà nha. Nào, mở cửa ra. Nào, mời bạn lợn xuống đây chơi. Nào, bạn mèo. Bạn mèo đứng đây. Nào, bắn ở đây với con chó nha. Và đây là bạn vịt con. Để con đây, vậy là chúng ta đã chuyển xong ngôi nhà rồi nha. Và chuyển xong tất cả các đồ đạc của ngôi nhà rồi. Chúng ta xem này, bạn lợn nè, quả báo bạn vịt nè, bạn chó nè, bạn mèo nè, tiếp ra nè, bộ bàn ghế nè, chà chà, ngôi nhà nè, tuyệt vời. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ đăng ký để xem video mới nhất của chúng tôi nha. Chào tạm biệt.